đi chơi đổi gió cho mấy bạn ở Biên Hòa đây. Cái khu glamping này cách ngã tư Vũng Tàu tầm 18 cây à mấy bà. Đây là một không gian có nhiều view chụp hình ngắm hoàng hôn sóng ngạo cháy máy. Khu có hoạt động vui chơi như là bắn cung, bóng rổ, câu cá, chèo thuyền, khu trò chơi cho trẻ em luôn. Biệt là khu lều trại và khu nhà vệ sinh đều rất là mới mẻ. Đây là một cái glamping mới mở gần đây thôi à. Tâm là ở đây cũng an ninh lắm nha, có cổng này, có bảo vệ, an tâm ở chơi qua đêm thoải mái luôn. Combo trà sữa và bánh ngọt này là check-in sống ảo ngay tại đây là được tặng liền nha. Phục vụ theo kiểu set combo như thế này nè mọi người. 299k một người bao gồm tất cả trò chơi và ăn BBQ buổi tối. Và ăn BBQ buổi trưa, ăn lẩu buổi trưa thì cũng được. Nếu mấy bà mà ở lại qua đêm á, thì là combo 699 một người nha. Gồm tất cả trò chơi ở đây, ăn tối BBQ, ngủ tại lều trại và cả ăn sáng luôn. Tôi sẽ quay sơ sơ cho mấy bà tham khảo thử cái lều trại này nhá. Trại thì cũng đầy đủ chân, ấm nệm êm và có thêm cả khăn nữa. Lều cũng có quạt và sẵn ổ điện cho mấy bà sạc pin điện thoại ha. Tắt xong nên là buổi tối mát lắm, chắc không cần quạt đâu, nhiều khi sợ lạnh luôn đấy chứ. Hình này không những phù hợp cho những bạn trẻ mà phù hợp cho cả những cái gia đình